góc xin rồi. Xin phút kia đúng không? Nằm xuống gấu. Gấu. Xuống nơi khô. Nằm xuống. Nằm xuống này. Lên. Giỏi. Im. Im này. Tiếp hậu dạy á là không có được cái khu vực có nhiều thần kinh. Rồi, nó sao cho em. Chỗ giỏi lắm á. Nè. Rồi đi lấy xe đi. Chơi xe á. Dạy á thì mình chích cho nó một liều xe nha, để tránh cái tình trạng sốt nha. Okay. Chích chó đơn giản vậy nó có gì đâu mà phải đè, phải đánh, phải này, phải nọ. Chỉ cần cho em im là được rồi. Nó im thôi. Ok, tắt nha. Được rồi, được rồi.